Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về kết quả thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ, trong nước 10.283, ở Lào 3.365, Campuchia 7.580, đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân. Việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, các chế độ chính sách được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập được. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 nhấn mạnh, thời gian tới, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương cần tập trung nghiên cứu đề xuất xây dựng chế độ chính sách và công tác bảo đảm cho các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện đúng mức sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác này, bảo đảm bao quát toàn diện các nội dung công tác tìm kiếm quy tập, đáp ứng yêu cầu tính chất nhiệm vụ khó khăn gian khổ, vất vả hy sinh. Thực sự góp phần động viên, thúc đẩy các lực lượng làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm phải mang tính đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp với các quy định chung của pháp luật, có cơ chế cụ thể rõ ràng để quy động các nguồn lực của xã hội.